theo thì tôi sẽ giới thiệu các bạn một chút liên quan đến cái phần là convert cái kiểu của trong cái JavaScript. Để chúng ta bắt đầu nhé. Đầu tiên này, tôi cứ less một cái tuổi đi. Hay là điểm đi. Thì nó được gắn bằng một cái thông tin tôi nhập từ cái cửa sổ nhập vào để Windows này. Chấm Chrome. Nhập vào điểm của sinh viên chấm như này vậy, và sau đó tôi sẽ gắn cái điểm này được gắn bằng điểm sẽ gắn bằng điểm 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 cộng bằng một như này, tôi tăng cái điểm lên và sau đó thì tôi lốc điểm này ra số chấm lốc. Ok, nhập vào điểm của sinh viên này. Đây, tập với cái này. Đây, mình sẽ nhìn thấy là cái gì? Tôi nhập vào đây đó là 12. Ok, một cái. Thì nó sẽ ăn chỉ là gì? Nó sẽ in cho chúng ta là gì? 12 1. Được không? In 12 1. Tại sao lại như vậy? Vì khi mà chúng ta dùng cái less điểm này và như này thì có nghĩa là thằng này nó sẽ mang cái kiểu là string chuỗi. Vậy mà khi chúng ta cộng bằng một này thì nó sẽ là string cộng với một cái string, và sẽ ra là 121. Đấy, 12 cộng cái thằng một nữa, 121. Ok. Và khi tôi lốc ra thì nó sẽ lốc ra thằng này đó là một cái chuỗi. Đây, là thằng này không? Đây là cổ điểm. Xem một cái. 12. 12. Ok, vậy. String, nó nằm chuỗi chứ nó lại không phải là một cái số, mà cái mong muốn chúng ta khi đăng nhập ở đây đó là một cái số cơ, chứ nó lại không phải là một chuỗi thì sao? Thì ra phải làm thì bây giờ chúng ta phải ép nó về cái kiểu là kiểu kiểu số đúng không? Thì nó sẽ là gì? Điểm sẽ được gắn bằng number, nó sẽ ép về kiểu number để mà chúng ta ép về. Và bây giờ điểm bằng điểm cộng một thì sao? Nhập vào 12. Ok một cái. Và nó ghi là gì? 13 và undefined. Undefined. Ở chỗ này này, tôi nhầm mất cái số 12 đây. Đấy, như này, 12. Đấy, tôi nhập nhầm vào giá trị vào đây vậy nó sẽ báo lỗi ra như này. Undefined cho cái biến kia của chúng ta thôi. Còn bây giờ này, 13 và đây nó là số. Vậy mục tiêu tôi muốn giới thiệu các bạn đây nó là gì? Tức là chúng ta khi mà chúng ta nhập các cái thông tin này, đa phần khi nhập vào thì nó sẽ mang một kiểu nào đó, và bây giờ tôi muốn ép nó sang một kiểu khác thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ cần chuyển cái kiểu đó về một cái kiểu xác định đúng không? Cái kiểu xác định, ví dụ bây giờ chúng ta làm như sau, bây giờ chúng ta sẽ có xóa nước thằng này đi, chúng ta sẽ không cần cái thằng này nữa, chúng giết lại nhé, tôi để nguyên đây, tôi sẽ làm thêm mấy thằng nữa. Đầu tiên này tôi cố less một cái đi, một cái a thì được gắn bằng number của một cái thông tin nào đó, ví dụ đây là number của một cái thông tin là chỗ này, ví dụ như là class thì xem lại nó ra cái gì. Hai, less một cái b thì được gắn bằng string chẳng hạn, string truyền vào đây một cái số là 123. Thứ ba, less một cái c thì được gắn bằng boolean, boolean truyền vào đây một cái số là 123 hai một đấy, như thế này thì nó ra cái gì? Thì bây giờ chúng ta chỉ việc làm gì, con số lốc thôi đúng không? Số lốc chấm lốc chuyển vào đây đó là a vậy typer a tự như vậy về con số lốc chuyển vào đây b type b và số lốc c type c đấy, như vậy đó, nhập một số nha, nhập 12 này đấy. Hai vào đây là không đúng rồi này, nhập 12 vào đây này, 12 này, ok này. Các bạn sẽ thấy như ở đây nó có cái gì? Ở đây nó sẽ có cho các bạn là 13 là number này, một cái last là n, thằng này chính là n này. Bởi vì sao? Bởi vì cái class này nó không phải là số, vì vậy nó ra một cái kiểu đó là undefined. N này chính là undefined, kiểu dữ liệu này nó undefined, thằng A này nó không xác định được giá trị. Tại vì class này nó không phải là số, vì vậy nó không xác định giá trị.
Tiếp theo chúng ta là một cái 123 là string. 123 là B này, nó sẽ làm string cho cái chuỗi này. Chuỗi này biến thành một cái chuỗi số, đúng không? Và tiếp theo cái thằng thứ ba là C thì nó là chu và mang cho chị là boolean. Tôi về chuyển nó bằng 12 đi xem nào. Xếp lại một chút. Nhập 12. 2 thôi. Nhập vào đây 12. Ok một cái. Đấy, nó vẫn true, boolean. Bây giờ tôi nhập một giá trị ở đây nó không đi. Không như này sao? 12. Ok. False, boolean. Đấy, không, false. Chứ 1 thì sao? Chứ 1 thì sao? Tự như vậy chúng ta sẽ chạy lại, xếp lại một cái. 12. Ok. Đấy, vẫn true. Đấy, vậy là những cái giá trị mà nó không phải là giá trị không thì nó đều true hết. Còn ngược lại mà giá trị false, tức là nó khi bằng không thì nó false, còn ngược lại thì nó đều true cả. Ok chưa? Đấy là những cái phần liên quan đến ép kiểu. Đây, ép kiểu đơn giản thôi, chúng ta dùng cái kiểu chúng ta muốn ép và chúng ta gán trước cái giá trị chúng ta để chúng ta ép nó về cái kiểu mình muốn. Hãy lưu ý một chút trường hợp này. Để tôi muốn ép nó về number, tuy nhiên thì cái number của tôi nó không có. Vì vậy là nó sẽ không có một cái số nó mang chữ là class như này. Vì vậy nó trả về cho chúng ta một cái đây cái last gal này, để nó là một cái giá trị undefined, không định nghĩa được. Ok rồi.